Xin chào tất cả các anh các chú. Nay nhà em vừa mới về thêm được một ít hàng tô vít đây. Em quay video lên đây giới thiệu cho tất cả mọi người. Ai có nhu cầu mua hàng thì alo đặt hàng ủng hộ em nhá. Số điện thoại 0975 275 636. Mọi người có thể xem lại số điện thoại của em ở dưới phần video mô tả nhá. Đây ạ. Hôm nay thì trên video nó sẽ có đủ các loại này. Có tô vít đóng cộng, tô vít đóng cộng, tô vít đóng trừ nhá. To nhỏ các loại này. Và các loại tô vít này, có hàng hai cạnh này, hàng bốn cạnh đầy đủ các loại nhá. Như cái này em đang cầm trên tay đây, cái này là nó đang là bốn cạnh này. Rút ra thì nó là hai cạnh nhá. Tô vít hai đầu. Đây. Trong mỗi một combo thì nó sẽ có 13 chiếc. Và em sẽ lấy ở trong những cái mã tô vít ở trong này nhá. Một combo lộn xộn 13 chiếc này. Cái này là cái đầu nhổ đinh này. Cái đầu nhổ đinh nhá. Đây là các cái đầu 4 cạnh và 2 cạnh này. Loại nhỏ này nhá. Đây, còn đây là cái đầu đầu tô vít 2 cạnh. Mọi người rút cái này ra thì nó thành thành là cái đầu lục giác nhá. Rút cái đầu vít này ra thì nó thành lục giác 6 nhá. Đó. Đây là tô vít đóng này. Tô vít đóng 4 cạnh nhá. Mọi người muốn lấy thêm tô vít đóng 2 cạnh thì báo em cho thêm vào trong combo nhá. Mỗi một combo là sẽ gồm 13 chiếc nhá. Đây là tô vít nhỏ 4 cạnh này. Em sẽ chia sàn sàn ra để cho combo nó sẽ đồng đều, nó có cả loại to, loại nhỏ, loại ngắn, loại dài đầy đủ nhá. Đây, đây là hàng 4 cạnh này. Đây là loại vít dài, vít dài lớn, hàng hai cạnh. Cái loại này thì nó là hàng nhỏ nhưng mà dài. Cái này nó có hai cạnh và bốn cạnh nhá. Combo em sẽ chia đồng đều ra là nó có lẫn lộn lung tung nhá. Cái này là hàng hai cạnh và bốn cạnh. Cái này là cái bốn cạnh. Bên dưới này là hàng hai cạnh. 130.000, 120.000 chứ. 120.000 một combo 13 chiếc. Đó. Đây. Cái này thì nó có cả hai cạnh cả bốn cạnh này. Trong combo em sẽ chia đồng đều hết nhá. Có đầy đủ cho mọi người. 120.000 một bộ 13 chiếc nhá. Mọi người ai có nhu cầu mua hàng thì alo đặt hàng ủng hộ em. Ở đây em có vài cái eto nữa này. Cái eto này thì hôm trước em có quay video rồi đấy. Cái eto kẹp bàn nhá. Cái mồm kẹp này của nó tối đa ra là được khoảng tầm gần 7 cm nhá. Này em chưa vặn hết. Mồm kẹp thì nó khít nha. Mồm kẹp của nó khít. Đây này. Ôi bẩn quá. Đây, eto kẹp bàm. Cái mồm kẹp của nó khít nha, không hở nha. Ren là trơn tru nha. Nó chỉ hơi. Đây. Cái này thì là 270.000 một chiếc. Mọi người ai có nhu cầu mua hàng thì alo đặt hàng ủng hộ em nhé. Đây, cái này nó có cả cái này như cái khóa ấy. Nếu mọi người khóa chặt vào thì nó sẽ đứng yên này. Còn nếu mở khóa ra thì nó sẽ cái bàn tròn này nó sẽ xoay tròn được nhá. Xoay tròn 360 độ được. 270.000 một chiếc nhá. Cái chỗ này này. Chỗ này được 6 cm nhá. Chỗ này 6 cm. Còn kẹp của nó được khoảng tầm như là 7 cm. Kẹp được gần 7 cm. 270.000 một chiếc nhá. Còn đây là combo này. Combo tôi biết thì mọi người mua thì alo cho em nhá. 120.000 một combo lẫn lộn 13 chiếc. 120.000 nhá. Rồi em xin kết thúc video đây ạ. Hẹn tất cả mọi người những video tiếp theo. Mọi người xem video nhà em thì cho em xin một nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông báo để mỗi khi bên em lên những video mới mỗi ngày thì mọi người có thể xem được đầu tiên sớm nhất, để alo đặt hàng ủng hộ em nhé. Xin cảm ơn tất cả các anh các chú đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.